Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma với hàng ngàn những video kể chuyện ngoài kia. Nhưng mà mọi người vẫn lựa chọn video này, Nam chân thành đã biết ơn điều đó. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma, tâm linh muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Không phải đợi chờ lâu nữa, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện ngày hôm nay của chị Nguyễn Thị Khá thì cái câu chuyện này nó đã xảy ra hơn 40 năm về trước. Sau này thì chị được nghe ba mẹ, ông bà nội của chị kể lại. Thời điểm đó thì người dân sống rất là thưa thớt, cây cối còn nhiều hơn nhà cửa nữa. Lúc này thì ở gần đó có một cái bà, được gọi là bà Năm đi. Thì bà Năm này á, chồng của bà đã chết từ lúc còn rất là sớm rồi. Chỉ còn một mình bà sống chung với người con trai và người con dâu. Thì cái người con trai tên là Thanh, người con dâu tên là Thủy. Hai vợ chồng anh chị này á, lúc đó vẫn chưa có con và đang làm cái công việc là đi cấy lúa thuê. Là anh Thanh ảnh làm việc đó, còn cái chị Thủy này thì ở nhà làm những cái công việc nội trợ cũng như là may vá quần áo tại nhà của mình. Khoảng một năm sau thì cái người con dâu của bà Năm này, tức là chị Thủy á, mang bầu nên là cũng ít làm lụng hơn xưa. Thì đêm hôm đó anh Thanh này ảnh đi làm về hơi trễ nên là chị không có ngủ được. Chị ngồi bật dậy thì lúc này đã 9:30 tối rồi. Phòng của chị có một cái cửa sổ, ngó ra là một cái hầm cá. Lúc đó thì chị nghe thấy tiếng cười giỡn của trẻ con, nên là chị rất là tò mò, nhìn hé ra cửa sổ. Chị chỉ thấy có một cái đứa nhỏ khoảng tầm là 5-6 tuổi gì đấy. Nó đang chạy lòng vòng ở phía bên kia, vừa chạy vừa vui đùa cười khúc khích trong đêm như vậy. Chị mới nghĩ bụng á, là giờ này cũng tối lắm rồi, tại ngày xưa mà 9:30 là rất là khuya rồi nha. Mà bây giờ lại có con cái nhà ai mà thả ra đây mà chạy tung tăng chơi như vậy trời. Cái thằng nhỏ đó lúc này á, tự nhiên nó quay về hướng của chị. Nó đứng từ phía bên kia, nó bắt đầu nói với chị á, cô ơi, ra đây chơi với con đi. Ở ngoài này á, vui lắm, mát lắm. Nó cứ đứng ở ngay đó, vừa vẫy tay á, vừa gọi chị. Lúc này là chị cũng không nghĩ rằng nó là ma hay gì đâu. Chị cũng không có trả lời, chị ngồi sát vào trong cái vách tường á, rồi chị chú tâm chị nhìn nó, thì đột nhiên không thấy cái thằng nhỏ này ở đâu nữa. Chị mới giật mình hoảng hốt, vì khi mà chị quay qua, thì cái thằng nhỏ này nó đang đứng ở kế bên chị từ khi nào rồi. Mà rõ ràng là cửa trước, cửa sau á, chị đều đã khóa hết rồi, khóa chặt nữa là đằng khác. Thì lúc này nó mới kéo tay của chị, nó mới nói với chị á, đi ra đây chơi với con đi cô, đi nhanh lên đi cô. Chị nhìn cái thằng nhỏ này á, thì nó vẫn bình thường như những cái đứa nhỏ khác. Thì chị mới gạt tay của nó ra, rồi chị mới nói, không, cô không có đi đâu. Thì thằng bé này á, nó thay đổi sắc mặt, bắt đầu nhìn nó rất là hung dữ. Nó trợn mắt, nó nghiến răng, rồi nó gầm gừ, nắm tay của chị giật thiệt là mạnh, kéo chị đi. Nhìn mặt nó lúc này á, giận dữ lắm, hai con mắt thì đen thui, mặt thì nhợt nhạt tái xanh. Trời ơi, nó cứ hối thúc chị đi như vậy á, chị mới bắt đầu chị sợ, chị mới khóc, rồi chị mới la lớn lên, Má ơi, cứu con. Lúc này thì mẹ chồng của chị từ ở ngoài trước nghe như vậy mới chạy vào. Trên tay là có cầm theo một cái cây chổi. Thì vừa mới thấy cái cảnh tượng đó, mẹ chị đập cái cây chổi vào trong mặt của cái thằng nhỏ này. Vừa đập mà vừa chửi, đi ra khỏi nhà tao. Ở đây, ở đâu mà vô đây, đi ra khỏi nhà tao. Thì thằng nhỏ này tự nhiên nó phóng qua cái cửa sổ. Sau đó là nó nhảy qua cái hầm á, rồi từ từ á, tan biến. Thì nghe ông bà mình ngày xưa nói rằng á, là hay dùng chổi để mà đánh những cái thứ dơ bẩn ở trong nhà. Thì có thể là như vậy á, nên là cái thằng nhóc đó, vong hồn ma đó, nó sợ nên nó mới
tan biến đi, nó mới nhảy ra khỏi cái cửa sổ. Cũng có thể là do chị đang mang thai nên là người rất là yếu, nên mới bị những cái vong hồn ma nó chọc phá. Sau đó thì chị cũng đã dời ra cái ngoài trước ngủ. Còn má chồng của chị, bà Năm á, thì bà sợ, bà biết là con dâu sợ rồi nên bà dời ra đằng sau á, ở ngay phòng bếp để mà ở. Khoảng 4 năm sau đó thì con của hai vợ chồng anh chị á, cũng được khoảng tầm là 3 tuổi rồi. Thì bà Năm này bà cũng đã lớn tuổi nên rất là yếu. Thì có một cái buổi chiều nọ hai vợ chồng đi đám về á, nên là chỉ còn một mình bà này á, ở nhà chơi với cháu thôi. Thì không hiểu một cái lý do gì đó, khi mà về tới nhà thì thấy ở nhà ngây ngút khói luôn. Sau một hồi lâu á, chạy vào bên trong á, thì cứu được cái thằng con. Thì mới phát hiện á, là cái bà Năm này á, bà đã chết ở ngoài sau bếp rồi, do bị ngạt khói ở trên bàn á. Nói chung á, là đồ đạc ở bên trong á, nó vẫn còn y nguyên si, nó không có cái gì mất mát hoặc là hư hại, tại vì chỉ bị ngạt khói thôi. Mà tội nghiệp lắm, còn thấy cái tô mì ở trên bàn á, bà vẫn còn đang ăn dở nữa. Đau xót là như vậy, nhưng mà cuối cùng hai vợ chồng của anh chị cố gắng nén đau thương để mà tổ chức ma chay cho má của mình. Một thời gian sau á, thì không có chuyện gì xảy ra, anh chị cũng đã dần quên đi cái chết của má mình và đã quen với cái cuộc sống mà không còn má nữa. Thì cái ngày hôm ấy á, con của chị nó có chạy ra đằng sau cái sân á, ở gần cái chỗ hầm á, để mà chơi, tại vì ở chỗ đó nó mát lắm. Nhưng mà tính anh chị cũng kỹ, bởi vì nhà có con nít mà, sợ là đôi khi nó chơi á, nó sẽ trượt chân té xuống dưới, nên là anh chị có làm cái rào xung quanh cái hầm này. Có đôi khi á, là anh chị cũng cấm con luôn, là khi nào có ba mẹ thì mới được ra đây ngồi chơi, còn không có ba mẹ là tuyệt đối không có được ra. Thì chị đang ở trong nhà, tự nhiên quay qua quay lại á, chị không thấy con của chị đâu nữa. Chị mới hốt hoảng, chị chạy khắp nhà chị tìm luôn. Thì lúc đó chị mới thấy là con của chị á, nó đang ngồi ở ngoài sân để mà chơi. Mà nó vừa chơi nó vừa cười giỡn khúc khích, giống như là đang chơi với ai vậy đó. Mà rõ ràng xung quanh thằng bé đâu có ai đâu. Chị mới vội chạy tới, chị bế con của chị vào bên trong nhà. Thì con của chị lúc này nó gào khóc lên, nó nói là nó muốn ở lại chơi với bà nội. Thì chị mới ngạc nhiên, chị hỏi nó, thì nó mới chỉ ra ngoài phía đó đó. Nó kêu là bà nội ở ngoài kia kìa, bà ngoại ở ngoài kia kìa. Sao bà nội đi mất tiêu rồi? Con nít mà, mới có bấy nhiêu tuổi thì làm sao nó biết nói dối cho được. Chị mới không yên tâm, chị mới đợi chồng của chị về, chị kể lại cái sự việc cái ngày bữa đó đó cho chồng của chị nghe. Thì chồng của chị là một người không có tin vào ma quỷ, nhưng mà chồng chị có nói như vậy nè: không biết là ma quỷ có hay không, nhưng nếu như thật sự là có ma, vong hồn của má anh hiện về thì cũng đâu có sao đâu em, cũng là má của tụi mình mà, bà thương, bà về bà thăm cháu thôi, không có gì đâu mà em phải lo. Cho đến cái một buổi trưa ngày hôm sau á, thì chị đang nằm trên cái giường để mà ngủ. Con của chị thì nằm trên cái võng. Cái hướng nằm của chị là như vậy nè, cái đầu thì hướng ra ngoài, còn cái chân thì hướng vào trong nhà, nên là chị có thể nhìn và quan sát được hết toàn bộ cái nhà. Nhưng mà lúc đó là chị vẫn chưa có ngủ hẳn đâu, con của chị thì nó đang nằm ở trên cái võng đung đưa như vậy. Thì tự nhiên á, cái hướng mắt mà chị nhìn thấy á, là từ ở ngay cái bếp á, má của chị xuất hiện, má chồng á, mà xuất hiện với một cái nhân dạng giống như là hằng ngày trước khi mà bà mất vậy đó. Thì bà mới đi từ từ ở đằng sau bếp á, bà đi lên. Cái khoảnh khắc đó là chị điếng hết cả người, chị cố gắng chị vùng dậy á, thì cả cơ thể của chị không có cử động được. Thì chị mới thấy á, bà má chồng của chị á, làm những cái động tác giống như là thời lúc mà bà còn sống bà đang làm á. Bà mới bắt đầu đi tới gần cái võng mà con chị đang nằm á, bà mới ngồi xuống. Rồi bà đung đưa qua lại cái giọng á. Rồi chị nghe rất là rõ nha, má chồng của chị nói như vậy nè: ngoan ngoan, cháu của bà ngoan nha, đợi bà một thời gian nữa thôi thì bà sẽ dắt cháu của bà đi theo bà. Con nhớ con ngoan nha. Rồi nha, má chồng của chị đứng dậy, từ từ đi ra đằng sau bếp rồi biến mất. Lúc này là chị mới động đậy được, chị mới vội chạy tới ôm con của chị á,
chạy thẳng qua nhà của dì Tư. Dì Tư này là chị của má chồng vậy đó. Thì chị chạy tới nơi, chị gặp được dì Tư là chị khóc. Chị vừa khóc, chị vừa mếu máo, chị kể lại cho dì Tư nghe là má chồng của con mới hiện về, rồi đòi bắt con của con theo nữa. Cho đến chiều hôm đó thì chồng của chị cũng đi làm về, có ghé ngang qua nhà của dì Tư á, thì chị cũng kể lại cho chồng của chị nghe. Sau khi mà anh Thanh á, nghe lại cái sự việc mà vợ của mình kể, thì anh cảm thấy rất là hoang mang luôn. Trước giờ là anh chưa bao giờ thấy ma, đặc biệt là từ khi mà mẹ anh chết á, cũng chưa bao giờ anh gặp được bà lại lần nào. Nên là anh nghi ngờ và cũng không có mấy tin về những cái chuyện ma mị này lắm. Nên anh cho là vợ của anh bị ảo giác, chứ không có chuyện mà người chết rồi lại có chuyện mà hồn ma xuất hiện giữa ban ngày như thế được. Anh mới nói á, với vợ mình là giờ nhà dì Tư nhỏ lắm, rồi còn con cái của dì nữa. Bởi vì nhà dì Tư có tổng cộng là 5 người, hai vợ chồng của dì Tư nè, dì Tư có một cái đứa con trai đã có vợ rồi, và hai vợ chồng này cũng có với nhau một cái đứa con nhỏ là cháu nội của dì Tư đó. Nên nói chung là chồng của chị anh Thanh không có muốn ở lại nhà dì Tư, bởi vì nó rất là bất tiện. Nên là anh mới đưa ra một cái đề xuất giống như vậy. Anh mới nói là thôi bây giờ nếu như mà em sợ đó, thì bây giờ ban ngày á, em cứ qua nhà của dì Tư em ở đi, cho đến khi nào mà anh đi làm về thì mình quay lại nhà của mình để mà mình ngủ, em thấy thì sao? Thì chị Thủy á, chị nghe thấy ảnh nói như vậy thì chị cũng yên tâm được phần nào. Dù gì thì cũng có chồng của mình ở bên cạnh thì cũng đỡ sợ hơn, chứ ở một mình thì rất là sợ. Ban ngày á, thì chị qua nhà của dì Tư chơi, rồi trưa thì ăn cơm ở đó luôn. Tại vì á, chồng của dì Tư thì cũng đi làm tới chiều tối mới về. Hai vợ chồng của đứa con của dì Tư cũng giống như vậy luôn. Ở nhà dì Tư ban ngày chỉ có một mình dì Tư với cái đứa cháu nội thôi, nên là rất là thoải mái, không có chuyện gì phải lo hết cả. Và rồi cứ mỗi tối thì chị lại cùng chồng của mình quay về nhà. Chị nói thiệt là chị cũng không có ở ấm ở nhà để mà nấu cơm, chị toàn nấu cơm bên nhà của dì Tư không à. Mà dì Tư tính của bà cũng dễ lắm, bà cũng thoải mái lắm, bà cũng không có gò bó hay là gò ép gì hai vợ chồng của anh chị cả. Nhưng mà cứ mỗi đêm á, chị ngủ ở cái căn nhà đó, mặc dù là có chồng của chị kế bên, nhưng mà tâm lý của chị á, lúc nào cũng cảm giác nơm nớp lo sợ hết. Cái không khí trong nhà nó có một cái gì đó rất là kỳ lạ. Rồi mọi thứ á, nó diễn ra rất là bình thường. Sáng thì chị ở nhà của dì Tư, tối về thì ngủ với chồng của mình bên cái căn nhà đó. Rồi cho đến một cái hôm, đêm đó là chị đang ngủ thì chị nghe thấy những cái tiếng lục đục ở ngoài sau bếp. Lúc này là chị cũng hơi sợ hơi rén rồi, nên là chị khều khều chồng của mình. Ảnh mới quay sang hỏi chị là có chuyện gì vậy em. Thì chị mới nói, anh ơi, anh có nghe thấy cái tiếng gì lạ ở ngoài đằng sau bếp không? Thì ảnh vẫn còn đang ngái ngủ chưa có tỉnh, thì ảnh mới nói là chắc là do chuột hay mèo gì đó em ơi, nó phá thôi. Thôi em ngủ đi, không có gì đâu, khuya rồi. Chị cố gắng chị nhắm mắt định ngủ, nhưng mà không tài nào có thể ngủ được. Chị cứ chằn chọc mãi luôn, và chị cảm thấy trong lòng của chị nó bất an một cái điều gì đó. Chị lại nghe thấy những cái tiếng đó, nó phát ra càng ngày càng lớn hơn, càng rõ hơn. Cụp cụp, rồi lột xộp, lạc xoạc. Kiểu giống như là có người nào đó đang đi qua đi lại ở đằng sau bếp và đang làm một cái gì đó. Chị lại lay chồng của mình, hỏi là anh có nghe thấy tiếng gì không? Chị muốn yên tâm hơn, nên là chị bắt chồng của chị á, là đi ra đằng sau bếp coi có đúng là chuột hay là mèo gì không, hay là nhà có trộm. Do là đang ngủ nên là ảnh mắt nhắm mắt mở, ảnh chui ra khỏi mùng á, rồi đi thẳng ra đằng sau bếp. Chị đợi một hồi lúc sau á, thì lúc này chị thấy chồng của chị là tỉnh hẳn rồi, nhưng mà có một cái biểu hiện gì đó hơi kỳ kỳ. Ảnh mới bước vào mùng á, chùm mền ôm vợ con á, rồi ngủ. Vì muốn vợ của mình yên tâm nên là anh nói với chị á, không có gì đâu em, chỉ là mấy cái con chuột con mèo nó phá thôi.
Rồi sáng ngày hôm sau thức dậy, anh thúc giục vợ của mình là qua nhà của cô Tư đi, để mà anh đi làm. Rồi cái ngày hôm đó, khi mà đi làm về thì anh có lén vợ mình, anh thỉnh mấy cái lá bùa để mà đem về nhà. Sợ nói ra thì vợ của mình sợ, nên là anh lén, anh dán ở ngay cái cửa buồng, với lại là dán lên trên cái đầu giường của hai vợ chồng đó. Thì tối hôm đó, vợ anh đang ngủ lại nghe cái tiếng động y hệt như hôm qua. Lúc này là anh chồng ảnh cũng nghe luôn, anh Thanh ảnh nghe luôn mà. Và anh đã biết chắc chắn rằng có một cái điều gì đó, nên là anh trấn an vợ của mình là không có gì đâu em đi ngủ đi. Thì chị và anh lại nghe thấy tiếng chân đi tới đi lui ở ngoài sau bếp. Tiếng chân này nó cứ đi càng ngày càng gần tới cái cửa buồng, rồi dừng lại, sau đó là lại quay trở lại bếp, xong rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần luôn. Hai vợ chồng của chị trong đêm đó là nhìn nhau như kiểu là biết là có chuyện gì rồi nha. Nên là anh bảo vợ là thôi em ơi, em niệm Phật đi, rồi nhắm mắt lại đi ngủ. Anh cũng niệm theo luôn. Một lúc sau thì hai vợ chồng của anh chị đều nghe thấy một cái giọng nói nó cất lên. Con ơi, sao con dán bùa không có cho má thăm cháu nội của má vậy? Má thương, má nhớ cháu nội của má lắm. Sao con làm vậy với má vậy con? Lúc mà nghe thấy là chị vợ chỉ sợ quá, chị không dám mở mắt luôn. Rồi chị tiếp tục chỉ niệm Phật. Chồng chị cũng nằm kế bên luôn, rồi cũng nhắm mắt lại. Hai vợ chồng cùng niệm Phật với nhau. Sau đó là cái giọng này nó lại cất lên, nhưng mà theo cái kiểu rất là giận dữ. Mày ác lắm. Mày dán bùa không cho tao thăm về thăm cháu tao. Tao không có sợ bùa đâu. Tao không có sợ bùa đâu. Rồi bắt cười ba mị trong đêm như vậy á. Bà nói tiếp. Mày là con của tao. Không á, là tao bẻ cổ hai đứa mày rồi. Vợ mày á, đâu có chịu cúng kiến đồ ăn gì cho tao đâu. Tao đói lắm. Lúc này á, là chị vợ chị quá là kinh hãi luôn. Chị ôm chồng của chị cứng ngắc. Tao nói vừa ôm mà vừa rung á, không có dám buông ra. Anh mới bảo với chị á, là em cứ bình tĩnh, cứ niệm Phật đi. Lúc này nha, thì bà má của anh này á mới thò cái tay ra, rồi kéo giật cái mùng, giật rất là mạnh luôn. Mà cả hai người thấy đều cảm nhận được là cái mùng á, nó rung, nó lắc. Bà mới nói tiếp. Tụi mày á, niệm nữa đi, tao không có sợ đâu. Tao thích lắm. Tụi mày niệm tiếp đi, niệm nữa đi. Trời ơi, cái tiếng cười của bà nó vang vọng khắp cả một cái nhà. Vợ của ảnh lúc này là đã quá là sức chịu đựng của một con người rồi, sợ hãi tột cùng luôn, nên là ôm anh khóc. Trong cái lúc đó thì tự nhiên con của hai anh chị giống như là nó bị giật mình á, nó mới òa khóc theo luôn. Thì cái bà này bà mới nói á, cháu của bà đừng có khóc, ngoan đừng có khóc. Bà thương, tụi mày á, đi ra khỏi nhà tao. Tao tha cho tụi mày bữa nay đó. Anh chồng lúc này á, là biết là đây là không phải là má của mình nữa. Nên là anh vội bật dậy, anh kéo vợ con của mình chạy ra khỏi nhà, tung cửa ra luôn. Trong cái lúc mà hoảng hốt như vậy á, thì anh có ngoái đầu ra để mà nhìn lại cái nhà. Thì anh thấy hai cái tay á, của má anh á, đang vịnh vô cái cửa buồng. Cái đầu á, thì lò ra, hai con mắt nó trợn lên, dường như là thiếu điều á, nó muốn lòi ra bên ngoài. Rồi cái giọng cười ha, nó vang vọng như vậy á, trong cái đêm im ắng đó. Cuối cùng là mọi người chạy đâu? Chạy qua nhà của dì Tư đó. Tại vì nhà của dì Tư cách đó khoảng tầm 5-6 căn nhà thôi. Khi mà tới nơi á,
là ta nói ảnh đập cửa nhà về Tư rầm 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 trong đêm như vậy luôn. Vợ của ảnh thì quá là sợ rồi, cuối cùng á là ngất xỉu ngay trước cửa nhà của dì Tư luôn. Trời ơi, một cái đêm phải nói là kinh hoàng đối với vợ chồng của hai anh chị luôn. Dì Tư ở trong nhà khi mà nghe thấy cái tiếng động như vậy á thì vội ra mở cửa, thì thấy cái cảnh tượng vô cùng là bàng hoàng. Cái đứa con nhỏ thì nó khóc, vợ của ảnh thì nằm xỉu, còn ảnh thì mặt mày tái mét hết. Thì mới vội đưa vợ của ảnh lên trong nhà để mà nghỉ ngơi, đưa lên trên cái giường. Thì ảnh mới thuật lại, ảnh mới kể lại cho dì Tư nghe. Trời ơi, dì Tư nghe tới đó dì Tư cũng xanh người luôn. Dì á hả kêu thôi thôi thôi, thôi được rồi, thôi hai vợ chồng của con là dọn qua đây ở luôn đi, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Thì anh nghe tới đó là anh mừng lắm. Dì cố gắng dì trấn an hai vợ chồng của anh. Đến sáng ngày hôm sau thì anh mới ngồi nói chuyện với dì Tư, đâu có đi làm nổi đâu mọi người. Thì anh mới nói là bây giờ má của tụi con á, nhát tụi con quá dì ơi, chắc thiếu điều là bây giờ tụi con bán nhà xong rồi dọn đi nơi khác để mà sinh sống quá. Dì Tư kiểu hiểu được hoàn cảnh của hai vợ chồng nên là nói với ảnh là đằng sau bếp nhà của dì Tư bên hông nó còn rộng lắm, thôi thì bây giờ hai vợ chồng dọn về đây ở đỡ một thời gian đi rồi có gì tính, chứ bây giờ cái nhà của tụi bay nếu như mà má tụi bay phá như vậy thì làm sao bán được cho ai mà kiếm chỗ khác ở được. Thì anh có kể thêm cho dì nghe là trước cái đêm mà anh đem bùa về nhà anh gắn thì hai vợ chồng đang ngủ như vậy thì nghe thấy những cái tiếng lục đục ở ngoài sau bếp, nên là vợ của ảnh mới kêu ảnh là đi ra xem thử như thế nào. Thì khi mà ảnh đi ra đằng sau bếp á thì nó có một cái đèn vàng nhỏ. Thì hỡi ơi luôn, anh thấy mẹ má của ảnh á đang ở trong bếp mà xoay ngược cái lưng lại với ảnh, đang làm một cái hành động rất là kinh dị luôn. Ảnh cố gắng ảnh giữ bình tĩnh không có gục ngã, tại vì vợ của ảnh rất là sợ ma rồi, nếu như mà ảnh gục ngã trong cái đêm đó thì chắc vợ con của ảnh chết luôn chứ chẳng đùa. Rồi nha, trưa hôm đó dì Tư có làm một cái con gà với một mâm cơm để mà đem qua nhà anh này để mà cúng á. Lúc mà đi á là có hai đứa con của dì Tư luôn, là con dâu với con trai, trai của dì Tư á, rồi hai vợ chồng anh đi qua bên đó. Nói chung là đi đông người cho nó đỡ sợ. Khi mà tới được nhà rồi đó thì dì Tư á mới kêu là thôi bây giờ mỗi đứa là dọn dẹp nhà đi cho nó sạch sẽ. Dì mới đi ra thẳng đằng sau bếp á, cắm lên trên cái bàn thờ của ông Táo ba cây nhang. Ra đến nơi thì mấy đứa này nó cũng đã dọn dẹp xong hết rồi, ý là dì Tư nói á, mấy đứa dọn dẹp xong hết rồi thì để dì bày đồ ra dì cúng. Thì dì Tư á bày đồ ra cúng rồi dì Tư mới nói vọng lên toàn bộ cái nhà như vậy nè. Dì Tư mới kêu là Năm ơi, tao cúng cho mày một bít đồ ăn nè, mày ăn đi rồi mày đi, mày đừng có phá cái tụi con của mày nữa. Dù sao á, tụi nó cũng là con của mày mà, mày nhát tụi nó làm gì. Nếu như mà mày có ở đây á thì mày làm một cái gì đó cho tụi tao thấy đi. Sau đó là dì cắm ba cây nhang. Thì ba cái cây nhang á nó tàn rất là nhanh, nó không rớt một cái tàn cho nào cả, mà nó xoáy lại thành một cái hình tròn, kiểu giống như là bả cho mọi người biết là bả đang có mặt ở đây á. Lúc này vợ của ảnh sợ lắm, vợ của ảnh mới ôm chặt lấy ảnh. Thì dì Tư mới nói thêm, dì Tư mới kêu là thôi mày ăn thì cũng đã ăn rồi, mày đi đi, đừng có phá nữa. Mày phá riết là tụi nó bán nhà, là sau này không có ai mà nhang khói rồi cúng đồ ăn cho mày đâu nha. Thì tự nhiên nghe tới đó đó, nghe tới cái câu mà không cúng đồ ăn cho mày đâu, thì tự nhiên con dâu của dì Tư đang đứng ở ngay cái chỗ đó, tự nhiên đẩy dì Tư té bật ngửa xuống dưới đất, xong rồi nhào vô xé rồi ngấu nghiến cái đồ cúng mà dì Tư đã làm như vậy. Thì mọi người chưa hiểu chuyện gì á thì mới nháo nhào lên là cái con người con dâu á leo thẳng lên trên bàn thờ ngồi luôn, bàn thờ của cái bà này mà ngồi, mà vừa ngồi vừa xé cái con gà ra nhai ngấu nghiến như vậy á. Trời ơi, mọi người đứng hình luôn. Thì dì Tư á lúc này là biết là con dâu của dì bị nhập rồi. Thì dì mới đứng ở dưới á, dì mới kêu á, Năm phải không? Ừ thì mày ăn đi, mày ăn rồi xong rồi mày thoát ra đi, mày đi ra khỏi cái nhà này đi, chứ mày đừng có ở đây á để mà nhát tụi nó nữa. Con dâu của dì Tư á đang ngồi trên bàn thờ
rồi mới bắt đầu nói: tao không có đi đâu hết, tao ở đây, tao thích cái con nhỏ này lắm, tao sẽ dẫn nó đi theo tao. Sau đó là từ trên bàn thờ, con dâu của dì nhảy xuống, bỏ chạy ra ngoài. Quá là bất ngờ, nên là mọi người cũng chạy theo. Con của dì Tư á, bây giờ vừa chạy mà vừa ngấu nghiến cái con gà trên tay. Hàng xóm xung quanh á, thì người ta thấy, người ta bu quá trời là đông luôn. Tại vì một cái cảnh tượng vô cùng là ghê rợn, xưa nay chưa từng thấy. Rồi mọi người mới cùng nhau á, xúm lại mà giữ con dâu của dì Tư lại. Dì Tư lúc này á, từ ở đâu xuất hiện, cầm theo một cái cây roi mây á, quất tới tấp vào người con dâu. Vừa quất á, vừa nói: đi, mày đi ra khỏi người con tao. Vừa đánh mà vừa ngấu nghiến, rất là ghê. Nhưng mà con dâu của dì á, không có la hét đau đớn, mà cứ cười ha 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 lên mọi người. Rồi cứ cười mà nói như vậy nè: Mày đánh nữa đi, tao không có sợ đâu, tao đã ngứa lắm, mày đánh tiếp đi, mày đánh nữa đi. Thật sự là dì Tư lúc này á, dì không có nỡ đánh, tại vì dù sao á, đây cũng là thân xác của cái đứa con dâu của dì mà. Nhưng mà dì vẫn phải đánh để cho vong hồn của bà Năm á thoát ra. Dì đánh tới nỗi mà cả người con dâu của chị á, dì á, bầm tím, bầm đen, bầm đỏ, rướm máu, da thịt nó nát bét hết. Nhưng mà bà Năm này á, bà vẫn không thoát ra. Cuối cùng á, là ở gần đó có một cái anh hàng xóm á, anh mới chạy từ ở trong nhà ra, anh bưng một cái thau nước bẩn, anh mới tạt lên trên người của con dâu của dì á. Thì một lúc sau con dâu của dì mới ngất đi. Có nghĩa là cái bà Năm này á, bà đã xuất ra rồi. Thì mọi người mới đem cái chị này về nhà của dì Tư. Sau cái lần đó là mọi người xung quanh đồn rất là nhiều là nhà của anh chị á có ma, mà cái vong hồn đó là bà Năm á. Nên là nói chung là mọi người ớn lắm, không có bao giờ dám đi ngang qua cái căn nhà này nữa cả. Sau cái sự việc mà sùm ngày hôm đó thì dì Tư á, bắt đầu đi tìm thầy để mà về giúp gia đình của anh. Thì dì Tư lúc này á, nghe người ta nói đâu á, là ở phía bên kia sông có một cái bà thầy á, cũng rất là giỏi về mấy cái chuyện mà ma quỷ như vậy. Nên là dì á, đã tự một mình đi qua sông từ sáng sớm để mà tìm cái bà thầy đó để mà nhờ bà giúp đỡ. Cuối cùng cũng đến nơi, bước vào nhà của bà thầy này á, thì bà vừa mới nhìn thấy dì Tư thôi là bà từ chối liền. Bà nói là thôi, bà về đi, tôi không có đủ khả năng để mà giúp được đâu, bà đi về giùm tôi đi. Dì Tư thấy như vậy á, nên là dì Tư năn nỉ rất là nhiều. Dì Tư thiếu điều là quỳ lại quỳ sống bà luôn á. Cuối cùng là cái bà này kiểu bà nghe bà cũng thấy tội, nên là bà mới giới thiệu cho dì Tư một cái người thầy kia, một cái ông thầy kia, ổng cao tay hơn. Sau đó thì cũng nhờ cái sự giúp đỡ của cái bà thầy này, cái ông thầy đó, ổng đã gặp được dì Tư và ổng cũng đã quyết định là sẽ tới nhà để mà giúp dì Tư. Khi mà ổng tới nơi á, ổng nhìn thấy cái căn nhà này á, thì ổng mới kêu mọi người chuẩn bị cho ổng là 8 cái khúc tre bằng chúc, 8 cái khúc chúc đem về đây cho ổng để mà ổng lập đàn, ổng khấn vái. Sau đó là ổng đi xung quanh cái nhà này, ổng tưới nước vào, rồi ổng đem theo những cái muối nè, rồi gạo, ổng vung vãi khắp nơi luôn. Sau đó là ổng cắm 8 cái cây chúc xung quanh cái nhà, rồi ổng lấy ra những cái sợi dây bùa của ổng á, ổng mới nối những cái cây chúc này lại xung quanh nhà luôn đó. Rồi ổng kêu mọi người là đứng yên đó đi, để ổng bắt đầu ổng làm phép. Rồi sau khi mà ổng làm phép á, thì ổng đưa cho những cái người nhà của anh chị á đeo một cái vòng mà màu đỏ. Ông thầy ổng mới nói á, nếu như mà không có gì cần thiết á thì đừng có tháo ra. Sau đó thì cái buổi lễ nó kết thúc. Dì Tư có đưa cho ông thầy này tiền rất là nhiều, nhưng mà ổng không có lấy. Ổng mới kêu á là cái vong trong nhà này nè, nó rất là mạnh, bởi vậy á, cái bà thầy kia bà đâu có xử lý được đâu, mới phải nhờ tới tôi. Sau đó thì ông thầy ổng đã làm bùa xong hết rồi, thì ổng có kêu là có thể về nhà để mà ở được rồi. Cái vong hồn của bà Năm á không có vô nhà được đâu. Nhưng mà nói thiệt, anh chị còn sợ lắm, anh chị đâu có dám quay về nhà để mà ở đâu. Hai anh chị vẫn ở nhà của dì Tư.
cho đến một thời gian sau á, thì hai anh chị mới dám quay lại cái căn nhà của mình để mà ở. Vì mọi người nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó kết thúc tại đây đúng không? Nó vẫn chưa có kết thúc. Nhưng mà xin phép mọi người là Nam được dừng ở đây. Và Nam sẽ tiếp tục kể câu chuyện này vào ngày mai cho tất cả mọi người cùng nghe được không? Tại vì thật sự lúc mà mọi người đang nghe cái câu chuyện ngày hôm nay Nam kể thì Nam hiện tại là không có ở nhà. Nam đã đi công việc đâu đó khoảng tầm là 4-5 ngày rồi. Mà Nam siêng lắm. Nam thức từ khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua đó. Nam bắt đầu Nam đọc truyện rồi Nam kể riết cho tới 12 giờ trưa ngày hôm sau luôn. Nói chắc mọi người không tin đâu là suốt 4-5 ngày á là Nam quay video trước để mà Nam chuẩn bị Nam đăng lên cho mọi người xem. Chứ mà Nam đi lâu như vậy tầm 4-5 ngày thì mọi người ở nhà không có chuyện nghe thì sẽ giận Nam rồi sẽ bỏ rơi Nam thì sao. Nên là Nam rất là cố gắng để mà kể chuyện cho mọi người nghe. Nên là hôm nay kể tới đây thôi, mong mọi người thông cảm nha. Ngày mai á, Nam sẽ tiếp tục kể tiếp cho mọi người nghe về những cái phần sau nó còn kinh dị hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.